Vai, Luquei. Luquei, Luquei. Luquei. Gì vậy? Quên cá. Sáng giờ thấy Luquei đâu không? Đi chợ với thằng Hài rồi. Chơi chó mà đi chợ. Đúng rồi. Tại vì sáng á, nó đòi đi chợ với thằng Hài. Mà thằng Hài nhốt lại á, nó không chịu. Xong rồi á, là thằng Hài dắt đi luôn. Trời ơi, trời trời, chó nhà tôi đi chợ luôn trời, đỉnh vậy? Đúng rồi. Lý, Lý ơi, Lý, Lý, Lý ơi, Lý. Trời ơi. Gì vậy? Cái gì vậy? Ủa? Nào tách tu cho con Luquei vậy? Tách tu gì? Chị, cái thằng bự bự con đầu sớm nó làm gì? Nó làm sao? Con Luquei nó đi theo em. Xong cái có thằng nhỏ em của nó cho bánh vụ Luquei lại. Cái xịt sơn lên người Luquei, cái Luquei không chịu. Luquei gừ nó. Cái thằng anh nó chạy lại, nó đá Luquei mấy cái luôn. Em định nó làm... Sao mà không cản lại? Cản sao không cản, mà em nhảy vô cái nó nói dùm nó con nít mà, nó có biết cái gì đâu. Mày làm quá à, có con chó thôi mày làm cái ghê. Xong nó đòi đánh em luôn. Em sợ quá, em ẩm Luquei chạy về. Ê, có phải cái thằng đó là tướng nó cao cao, da nó đen, nó có cái đầu quai nón ngay đây đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, y chang luôn, anh biết nữa hả? Trời ơi, thôi. Cái thằng đó tao thề với mày á, gia đình nó trong xóm này nổi tiếng xấu dách. Nhà nó ngang ngược lắm. Bữa đi ngang ngoài đường nè, người ta đi ngang á, xong rồi nhà đang xịt nước, nó xịt thẳng trúng mặt ta. Tao qua đây tao chửi nó, vô đòi lấy cây đã đập tao luôn mày. Đúng là cây thẳng bóng ngay, cây cong bóng vẹo mà. Ra đây. Từ từ, nó đang sợ. Trời ơi. Gắt gắt. Bây giờ anh nằm nó vô, anh lấy thuốc anh xịt nó giùm em đi. Mày, mày gì? Theo tao. Theo mày làm gì? Đi kiếm nó. Đi bị khùng á, thôi. Có kiếm kiếm mình mày đi nha. Tướng nó vô đục ba thằng nằm bệnh viện á. Rồi. Nó sợ mày hơn sợ nó, lỡ mất con. Đây. Anh mà đi. Đi thiệt hả? Em đi đi để ghiềm nó lại. Chứ bây giờ anh lớn anh đi ra đó mất công, nó kêu mấy con lớn ra là lại phiền phức nữa. Để anh vô anh coi con Luquei bị sao không. Lẹ mày. Phải anh kia không? Đúng rồi. Ê anh kia. Sao mày? Em mày đâu? Kiếm nó làm cái gì? Nó quánh con chó của tao. Tao không kiếm nó thì kiếm ai? Kiếm tao nè. Nó con nít thì biết cái gì? Ê, tao ứa cái câu này nha mày. Con nít biết gì là sao? Con nít không biết thì người lớn phải vậy chứ. Đúng vậy. Mày đùn đẩy trách nhiệm sau này nó lớn lên nó thành phiên bản của mày à. Đúng vậy. Ê, ý mày nói vậy là sao mày? Chớ mày mất dạy á. Trời. À, ý là nó kêu mày hả? Chớ mày mất dạy đó. Nhà mày không biết dạy con. Mày để ra đường người ta dạy. Ê, ê, ê. Tối con chó mày làm gì quá vậy? Mai bố mày giữ cẩn thận nha. Tao còn gặp nữa, tao đập thêm nữa đó. Trời ơi, ê, ê, sao mày nói chuyện kỳ quá vậy? Ê, tao ngán mày lắm rồi nha. Tao tưởng con nít không biết gì thiệt. Mày chỉ bao che thôi. Nhưng mà cái tình hình này là thối nát cả một thế hệ rồi. Gia đình mày, bỏ đi. Bỏ đi. Sao? Đó là chuyện gia đình của tao. Tụi bay sẽ vô làm gì? Hết đâu? Nhờ vô kiếm ăn. Không chắc bằng vậy luôn á. Rồi nè nè. Thấy gì chưa? Vỏ hạt nha. Đừng có giỡn mạc. Bây giờ mày nói mày chấp ba thằng đúng không? Lên. Không thực sự thể hiện sự dễ dãi ra đâu. Lên. Đó, đúng. Đó, đó. Đúng rồi, đó. Đó, đó đúng rồi. Đẩy nó cân. Mày được lắm. Rồi mày sẽ tới nhà xin lỗi tao thôi. Trời ơi, chuyện gì chưa? Tụi bay. Sao? Về. Tụi giang hồ mộm. Để ê, coi. Tụi mày làm gì được tao? Ha ha. Tụi bay biết Facebook nó không? Facebook rồi. Ê, mày chơi Facebook không? Có. Tên Facebook mày giống tên thiệt không? Giống. Ok fan. Rồi, vậy đó được rồi, vậy được rồi, về đi. Đơn giản không? Con chó mà làm quá. Quỷ này, tùm lao. Về hang. Đúng rồi. Thấy nguyên vẹn là biết không sao rồi. Anh biết sao không? Nó ra chửi tao quá trời luôn. Rồi thằng quỷ kia đòi đập ba đứa. Em chuẩn bị tinh thần rồi, em tưởng là đập lộn ai ngờ đòi về. Dạ biết làm cái gì luôn. Lấy cái Facebook nữa trong chưa? Rồi từ từ đây xíu. Chửi qua cho tao. Rồi nè, gửi qua đó. Mày tính làm cái gì vậy? Thằng cá đưa cái tay nó bị bầm lên cho cá. Đây. Tao đăng lên trên Facebook tao bóc phốt.
Trời, mà sao phải là cái Facebook của em vậy? Mày làm vlog nhiều người coi hơn tao. Mày cũng hỏi. Vậy có nghĩa là mày hằng mày lấy cuốn hại đăng lên rồi cái mấy đứa mình xe về hả? Đúng rồi, xe về mấy cái đất bảo vệ động vật này nọ đó. Ê, cái chiêu mượn gậy đánh người này hay nha. Đúng là lý sư đệ của ta. Để coi, nhà mày có sống nổi với cư dân mạng không? Dữ vậy sao? Cái mày à? Dạ bạn phải tinh lý không ạ? Sao? Muốn qua quýnh tôi hả? Dạ không, dạ không. Dạ, chuyện là hôm nay em qua đây để... Đừng xưng em, tổn thọ lắm, xưng bạn bè đi. Nói gì nói đi. Chuyện là mình hôm nay qua đây để xin lỗi bạn chuyện hôm qua. Sao xin lỗi? Thì mình về nhà bị ba mẹ mình chửi quá trời, còn đòi đuổi ra khỏi nhà nữa. Trời ơi, chửi bạn hả? Con nít mà. Biết cái gì đâu mà chửi. Mình biết mình sai rồi. Mình xin lỗi bạn nhiều nha. Mình hứa từ đây về sau mình không bao che cho em mình nữa đâu. Không phải chỉ cái chuyện đó. Đừng có dựa vô cái câu con nít mà biết gì đó. Nó biết hết đó. Bây giờ cứ bao che cho nó đi. Sao lớn nó ra ngoài đời nó gây chuyện, người nhà bạn mới là người gặp rắc rối đó. Hiểu chưa? Dạ. Nên là hôm nay cho mình qua mình đưa tiền cho bạn, để bạn lo cho con chó của bạn. Loki. Lo cho bạn Loki. Tiền mình đưa có gì nếu mà không đủ á thì bạn cứ qua kiếm mình đưa thêm. Thôi không cần đâu. Cũng may cho bạn là con Loki nó không bị sao. Chứ nếu mà nó bị sao thì tôi cũng không giúp được bạn đâu. Thôi bạn đi về đi, để còn cái bài đăng đó thì tôi ẩn. Nếu như mà nhà bạn còn cái chuyện nó xảy ra nữa, tôi sẽ đăng tôi post lại, được chưa? Dạ, dạ được. Mình xin lỗi bạn nhiều nha. Rồi. Mình xin phép mình đi về. Rồi, rồi. Để tối nhắn số tài khoản ở Facebook á. Ủa là sao? Giỡn thôi. Nhưng mà tao nhắn thiệt đó. Gì? Hả? Qua đòi đập mày nữa hả? Yên tâm, tao tin. Đừng có dối. Tao nói cho mày nghe. Hả? Tất cả những thông tin mà từ hôm qua giờ mình đăng lên mạng á, bây giờ tao đi truyền bá hết tất cả mọi thứ rồi. Ở gần mấy cái trường gần đây nè, tao dán outfit vô mày không? Tao dán lên. Rồi tao vô trong trường tao nói với mấy thầy cô á, đến cả cái trường mà em nó không nghe, tao truyền bá hết tất cả các cộng đồng mạng social trên bay của conversation của mấy cái trường khác anh. Tối nay 7 giờ lên hết. Mày bớt gì quyết đi. Lên hết rồi hả? Lên hết, tối nay 7 giờ lên hết. Thôi kêu ngưng lại đi. Không có ngưng gì hết á. Ngưng lại làm gì, làm chưa cho người không ta. Không có trường. Vậy nha. Tao vô tao kêu cá. Anh cá ơi, em lo được vòng ngoài ơi. Công đức vô lượng. Ê Tình, nói nghe nè Tình. Làm gì làm chịu cho người ta cái con đường lui Tình ơi. Tình.